Chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace rạng sáng 27 tháng 9 ở Cúp Liên đoàn Anh chứng kiến diện mạo mới của Manchester United, nhưng đây mới là bước khởi đầu cho hành trình làm mới quỷ đỏ của huấn luyện viên Erik ten Hag. 3 bàn thắng vào lưới Palace giúp Manchester United lần đầu ở mùa giải này thắng đối thủ với cách biệt hơn một bàn. Chiến thắng đậm dù ở sân chơi cúp cũng là liều thuốc tinh thần quý giá với đội bóng của ông Erik ten Hag. Bởi nên nhớ, Cúp Liên đoàn cũng là giải đấu Manchester United đang là đương kim vô địch. Về mặt thế trận, Manchester United đã có trận đấu sáng nước nhất từ đầu giải nhờ những lựa chọn đúng của ông Erik ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan cắt Bruno Fernandes trên ghế dự bị, giao trọng trách tuyến giữa cho Mason Mount và Casemiro. Ở hành lang cánh, lần lượt Alejandro Garnacho và Facundo Pelizzi, hai tài năng trẻ sáng giá nhất Manchester United được tin dùng. Tân binh Sofyan Amrabat được trao cơ hội ra mắt ở vị trí hậu vệ trái. Dù vậy, các phương án thử nghiệm đều phát huy hiệu quả khi Manchester United vận hành nguyền chuyển, nhuần nhuyễn trong kiểm soát bóng và tấn công mạch lạc. Khi được trao trọng trách cầm nhịp và kéo bóng thay Bruno, Mount đã chơi tốt. Số 7 của Quỷ Đỏ là người tung đường chuyền dài cho Pelizzi để khởi động pha tấn công dẫn đến bàn mở tỷ số. Casemiro cũng dâng cao nhiều hơn khi đã có Amrabat bọc lót phía sau để lập công nhân đôi cách biệt. Tiền vệ người Brazil cầm bóng tới 9,7% thời lượng ở trận này, nhiều nhất trong số các cầu thủ góp mặt. Điều đó cho thấy Casemiro không chỉ sắm vai đánh chặn thuần túy mà còn điều tiết nhịp độ, phân phối bóng, vai trò mà trước đây thuộc về Bruno và Christian Eriksen. Vấn đề của Manchester United từ đầu giải là ông Erik ten Hag chưa thể sắp xếp một tuyến giữa hoàn chỉnh. Bộ ba Casemiro, Mount và Bruno liên tục dẫm chân nhau. Khi cả Mount và Bruno đều có xu hướng di chuyển lệch trái để bó vào trong và kiến thiết. Khi Mount chấn thương, Eriksen cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Tiền vệ người Đan Mạch yếu ở thể lực và khả năng tranh chấp, thường xuyên bị đối thủ pressing giành bóng, cũng không thể đeo bám hỗ trợ đội nhà pressing hay chống phản công. Bruno Fernandes, mạch nguồn, sáng tạo của Manchester United cũng không chơi hay trong thời gian đầu mùa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là mẫu tiền vệ kiến thiết cơ hội, khi liên tục có những đường truyền đặt đồng đội vào thế ghi bàn, cũng như xâm nhập vòng cấm để dứt điểm tốt. Tuy nhiên, Bruno không giỏi ở khâu cầm nhịp, anh thường xuyên truyền mạo hiểm, nếu thành công sẽ mở ra cơ hội, còn nếu không, Manchester United sẽ hứng chịu đòn phản công. Ở trận gặp Burnley, Bruno có tới 20 lần khiến Manchester United mất quyền kiểm soát bóng. Sự xuất hiện của Amrabat có thể là chìa khóa giải quyết vấn đề cho Manchester United và cá nhân Bruno. Với nguồn năng lượng dồi dào cùng sự tự tin khi cầm bóng, Amrabat sẽ giải phóng Bruno khỏi nhiệm vụ tổ chức lối chơi, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha tập trung vào nhiệm vụ tạo đột biến. Ngoài ra, Casemiro và Mount cũng cần tham gia nhiều hơn vào khâu kiến thiết. Manchester United cần nhiều giải pháp chơi bóng cũng như hoạch định rõ vai trò cho từng ngôi sao. Lật ngược vấn đề rằng nếu trận gặp Palace diễn ra ở ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Erik ten Hag chưa chắc dám cất Bruno Fernandes trên ghế dự bị để thử nghiệm, và Manchester United có thể quay lại guồng chơi nghèo nàn cũ khi đá ngoại hạng Anh. Song, những trận đấu như vậy ở Cúp Liên đoàn sẽ giúp nút thắt được gợi mở, dù chặng đường trước mắt Manchester United còn rất dài.